Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Vĩnh Nghi xin giới thiệu về dòng mực của Froder. Để phân biệt được mực chính hãng và không chính hãng thì tất nhiên là các bạn phải liên hệ với nhà cung cấp đại lý cấp 1, cấp 2 hoặc nhà phân phối của Froder để mua những loại mực này chất lượng để in, để khỏi tránh trường hợp hư hỏng cái máy hoặc là chất lượng không tốt. Dĩ nhiên là hàng trôi nổi như Trung Quốc nhập về chắc chắn sẽ không đẹp. Dĩ nhiên giá nó thấp nhưng mà nó không đáp ứng được nhu cầu của anh chị. Đồng thời các anh chị muốn mua cái sản phẩm này nên liên hệ với nhà phân phối hoặc là đại lý cấp 1, cấp 2 để nhận diện được cái hàng chính hãng không, nó có bật number, serial number đầy đủ. Và trong hộp này có nhiều gói khác nhau, nhiều có một cái như này rất là nhiều. Đó. Thì mỗi trên sản phẩm nó luôn luôn có để bật number, serial number của từng giấy rất là chi tiết. Sản xuất tại đâu nó có barcode rõ ràng. Dĩ nhiên là hàng cho nổi của Trung Quốc sẽ không rõ ràng chi tiết, không nguồn gốc, thậm chí nó không có bao giống như vậy. Xin chào tất cả các bạn.